thăm thường xuyên. Thời gian của bà chi phải cái chi mà không bà cứ theo phải đi tuần thì bà đến mới mày. Chuyện thứ hai cô cháu nữa. Em bảo con Phương là mày mày dọn cái gì đấy, bảo là à, dọn đám nào đấy, nó bảo là cháu đang dọn cái đám của mày nó thị xe như toàn. Chỉ có thực hành giáo pháp mới giúp ta trực tiếp cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa và màu nhiệm trong từng lời dạy của Đức Thế Tôn. Và chỉ có thực hành giáo pháp mới có thể giúp ta xa lìa những khổ đau của thế tục. Ngài một tiếng thực hơn, đàn bà chúng ta là giải thoát. Chồng hồi chưa đến 70, cũng cứ đạt không đến 70. Chính ngày này cũng không vọng cảnh là ngay giai đoạn mình là không lấy là con ngày đây. Bây giờ thì ở bà đây chính cái nhà đẹp hơn và đây gia đình này khi hồi đó anh 70 thì bà mới có được một số mấy này cái nhà rồi chính cái giai đoạn của một lần mà mình cũng như thế này rồi mình là trên bàn trong 80 cái loại nhất là trong cảnh vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng của chúng sinh, hòa sinh mạng hòa đẹp nhất là giá trị cao cả nhất. Với đây làm những cái hàng giải cứu sinh, làm hàng giải cứu những cái hàng răng trong đầu là chúng ta chính cái giai đoạn của văn hóa mình có cảm nhận một cái những chiếc bàn cái giai đoạn lý tưởng nhất là hôm nay rồi còn hồi đó mình cảm thấy này đấy vậy là ông có thể nhớ mầm một con bây giờ là nhà là một con người đây là đó là một con người sống phải chấp nhận cái chết dù là xét theo lý lẽ trong tình của thế gian bạn thiêu bạn như thế mà đừng quá đi quên như vậy là chân sư cũng đẹp có thể hiểu được cái Yeah.